Xin kính chào quý đồng nghiệp và các bạn. Hôm nay trong chương trình Mỗi ngày một ca lâm sàng, Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang xin gửi tới quý đồng nghiệp và các bạn báo cáo về khảo sát tim thai quý 1 và quý 2 do bác sĩ Vũ Tất Giao trình bày. Sau đây là phần trình bày của bác sĩ. Kính mời quý đồng nghiệp và các bạn cùng lắng nghe. Thì siêu tim thai thì cái dị tật tim thai được coi là cái dị tật mà hay bỏ sót nhất trong cái khi mà khảo sát. Các trường hợp mà thai phụ nên siêu tim thai chuyên sâu, có nghĩa là ở đây khi mà bệnh nhân đến với mình thì cái việc đầu tiên là mình nên hỏi cái tiền sử lâm sàng, thăm khám lâm sàng của những tiền sử gia đình. Thứ nhất là cái tiền sử gia đình mà có người bị bệnh tim bẩm sinh. Cái thứ hai là người mẹ có cái rối loạn chuyển hóa. Cái thứ ba là mẹ mà tuổi cao trên 40, đặc biệt là trên 40 tuổi. Thứ tư là chúng ta có thể những cái sản phụ mà sử dụng cái kéo dài cái thuốc chống viêm steroid hoặc không steroid thì cũng nên được tiến hành tiêm siêu âm thai chuyên sâu. Nữa là cái bệnh nhân mà chúng ta đo cái nhịp tim thai có cái rối loạn nhịp cố định, cụ thể là cái nhịp tim thai nó kéo dài liên tục dưới 110 hoặc là trên 180 chu kỳ một phút thì cũng nên khảo sát chuyên sâu. Hơn nữa là trong quá trình siêu âm thai quanh quanh 12 tuần chúng ta phát hiện cái lốp le ống tĩnh mạch nó có cái dấu hiệu bất thường. Nữa là cái khoảng sáng sau gáy nó trên hoặc lớn hơn bằng 3.5 mm. Và siêu âm tim thai thì có phát hiện những cái bất thường ở cái cơ quan khác. Và trường hợp nữa có hay gặp đó là sinh đôi đồng hợp tử, thì tất cả những trường hợp này là những cái trường hợp mà lâm sàng chúng ta nên thăm khám. Nếu như có xuất hiện những cái trong những trường hợp này, chúng ta nên tư vấn cho bệnh nhân gửi đến cái trung tâm có siêu âm tim chuyên về tim thai chuyên sâu để người ta phát hiện những cái bất thường của tim. Còn lại những trường hợp khác thì chúng ta có thể khảo sát theo guideline để phát hiện những cái dấu hiệu chúng ta tìm chủ yếu là cái đặc điểm bình thường. Thì khi mà kết quả siêu âm hình thái thai bình thường, chúng ta yên tâm. Thế thì cụ thể ở đây chúng ta sẽ đi vào cái quý 1, quý 2 là quan trọng nhất. Để phát hiện sớm thì cái thai dưới 12 tuần thì chúng ta cần bộc lộ những cái gì? Cái thứ nhất là cái đếm nhịp tim thai. Như ở trên em đã trình bày thì nhịp tim thai nó dao động từ trung bình nói chung là 140 cộng trừ 20, có nghĩa là dao động khoảng độ 120 đến 180. Nếu như mà nó kéo thấp thường diễn dưới 110 hoặc là trên 180 mà kéo dài thường xuyên, chúng ta cho bệnh nhân đi nghỉ ngơi mà đếm lại vẫn thế, chúng ta gửi đi. Cái thứ hai là cái đốt le ống tĩnh mạch. Cái đốt le ống tĩnh mạch thì chúng ta đã biết rằng cái tuần hoàn thai tim thai nó khác với người lớn. Thì cái đốt le ống tĩnh mạch sau khi mà thai em bé sinh ra thì nó teo thành cái dây chằng tĩnh mạch, thì theo giải phẫu thì em không nhắc lại nữa. Thì cái đốt le ống tĩnh mạch này nó có cái phổ bình thường, nó bao gồm có ba cái đỉnh S, D và A. Thì người ta quan tâm nhất là cái sóng A, tức là cái sự co bóp của cái nhĩ phải. Thế thì bình thường cái sóng A này, nếu như chúng ta để, nói chung là sóng A sẽ dương, nếu như chúng ta để quy chuẩn như này nó sẽ dương và nó không qua vượt qua cái đường âm này. Cái sóng A mà nó bất thường khi mà nó âm thì chúng ta sẽ được coi như là một cái tim thai có dấu hiệu bất thường sớm, chúng ta phải gửi đi siêu âm thai chuyên sâu. Thế thì bộc lộ cái ống tĩnh mạch này ở thai dưới 12 tuần thì cũng không khó. Trên cái lát cắt dọc giữa chúng ta thu nhỏ cái khung màu lại, chúng ta sẽ thấy cái hình khảm màu, cái hiện tượng aliasing, thì chúng ta sẽ đặt cái ghép vào đây, chúng ta sẽ thấy được cái, bình thường cái sóng A bao giờ nó ở trên đường dương này. Đây là lát cắt mà dọc, còn nếu như trường hợp mà cắt dọc khó quá chúng ta có thể cắt ngang, chúng ta cũng vẫn tìm được cái ống tĩnh mạch nó có cái đặc điểm riêng, rất riêng của nó là có xuất hiện cái khảm màu, và chúng ta có thể đặt cái cửa sổ đây, chúng ta tìm được sóng A. Cái sóng A bình thường nó sẽ dương như thế này, và nếu như trường hợp bất thường thì chúng ta sẽ để ý cái sóng A nó sẽ âm, sóng A âm bất thường. Và khi mà xuất hiện cái sóng A âm này thì đồng nghĩa chúng ta nên chuyển thai phụ đi hội chẩn siêu âm tim thai chuyên sâu, chúng ta không nên tiếp tục chúng ta tham khám khác cạnh những cái khác. Tuy nhiên là tim thai chúng ta nên tư vấn đi siêu âm thai chuyên sâu nếu như sóng A nó bất thường. Nữa là thai dưới 12 tuần chúng ta quá trình siêu chúng ta có thể bộc lộ được cái nốt vôi hóa tim. Cái nốt vôi hóa là cái nốt tăng âm nằm trong vùng thất, có thể thất phải hoặc thất trái. Thông thường thì cái nốt vôi hóa nằm trong vùng thất phải thì nó nguy hiểm hơn là trong vùng thất trái.
thì chúng ta luôn luôn phải tìm những cái nốt vôi hóa nên nó có thì người ta gửi đi tầm soát tim thai. Đối với những cái thai tiếp theo thì thai từ 18 đến 22 tuần là những cái tuần lý tưởng để khảo sát cái tim thai. Thế thì các cái mặt cắt cơ bản để chúng ta tầm soát cái dấu hiệu tim thai bất thường ở cái tuổi thai này thì đầu tiên các việc là chúng ta phải xác định cái thế phải và trái của thai. Thì có cái quy tắc ở đây, những cái hình ảnh này nó mô tả cái các cái tư thế của tim thai so với em bé, các cái ngôi của em bé. Tuy nhiên thì nó cũng, nếu chúng ta khó hiểu quá, chúng ta cứ tưởng tượng như chúng ta đang nằm trong trong bụng người mẹ thì bản thân chúng ta là người bình thường như thế nào thì em bé cái quy chuẩn tim thai nó sẽ như vậy. Chúng ta sẽ rất nhanh, chúng ta sẽ tìm được cái tư thế thai của em bé. Và có một quy tắc nữa chúng ta có thể áp dụng, đó là cái quy tắc ngón cái của bàn tay phải. Thì chúng ta luôn luôn áp dụng cái tư thế này. Lưu ý là cái việc mà xác định cái phải trái của thai khi mà khảo sát tim thai 18 22 tuần là rất quan trọng. Nếu như mà cái tim thai bình thường nó ở bên trái thì cái dị tật rất là hiếm. Còn nếu như mà cái trường hợp đảo ngược phụ tạng chẳng hạn thì sẽ bắt đầu tăng cái tỷ lệ bất thường của tim thai lên. Thì chúng ta áp dụng hai quy tắc này, có thể là linh động để xác định nhanh cái sự phải trái của thai xem nó có phải bình thường hay không. Theo cái guideline của cái hiệp hội siêu âm thì người ta có bốn cái mặt cắt cơ bản trong cái siêu âm tim thai. Thì em sẽ đi dần dần từng cái mặt cắt một. Cái mặt cắt thứ nhất người ta điểm danh ở đây chính là cái mặt cắt bụng cao. Ở cái mặt cắt bụng cao này người ta lưu ý cái cấu trúc, thứ nhất là cấu trúc của dạ dày, thứ hai là cái động mạch chủ, thứ ba là tĩnh mạch. Và người ta cũng lấy kèm luôn cái mặt cắt này trong một cái hình ảnh với cái mặt cắt tiếp theo là mặt cắt bốn buồng. Thì người ta nhận thấy rằng nếu như mà cái dạ dày, cái động mạch chủ và cái trục của tim thai đây nó cùng một bên trái, ba cái này nó đồng thuận một bên thì cái tỷ lệ dị tật thai, nó tim thai nó chỉ chiếm 1%. Trong khi nếu như mà chúng ta xác định thế phải, thế thai trên mà cái ba cái thành phần này nó cùng quay sang phải, có nghĩa là tình trạng mà đảo ngược phụ tạng thì cái tỷ lệ bất thường của tim thai nó khoảng 2%. Có nghĩa là nếu như chúng ta nói chung là chúng ta xác định ba cái thành phần này có dạ dày, có động mạch chủ và có cái trục tim thai nó hướng cùng một bên thì cái tỷ lệ bất thường thai nó là rất là hiếm và chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm cái vấn đề là cái dị tật thai nó hiếm. Nếu như trong trường hợp ở đây thì thai phụ loại trừ cái tình trạng ban đầu, nghĩa là thai phụ hoàn toàn bình thường. Cái mặt cắt như trên thực hành chẳng hạn, chúng ta bao giờ bộc lộ hai cái ảnh cạnh nhau, đó là cái ảnh dạ dày, ảnh động mạch chủ bụng và cái ảnh trục của tim thai nó hướng cùng một bên thì ok, chúng ta có thể yên tâm rằng cái thai phụ này có cái tỷ lệ bất thường của tim thai rất là hiếm. Cũng ở cái mặt cắt bụng cao, chúng ta lưu ý là có ba thành phần chú ý, đó là cái tĩnh mạch chủ bụng, cái động mạch chủ bụng và cái dạ dày. Thế thì người ta quy ước rằng cái động mạch chủ bụng và cái dạ dày thì nó ở bên trái, còn cái tĩnh mạch thì nó ở bên phải cột sống. Ta kẻ một đường ở đây. Nếu như mà cái tĩnh mạch chúng ta không quan sát thấy hoặc là nó cùng một bên với này cũng là bất thường. Và chúng ta cũng nên tư vấn bệnh nhân đi siêu âm tai chuyên sâu, bởi vì cái tỷ lệ này nó bắt đầu tăng lên. Nói thêm một chút về cái ba cái thành phần dạ dày, động mạch chủ và trục tim này, khi mà có một cái thành phần nào đó nó không cùng bên, có nghĩa là dạ dày nó sang với bên hoặc là cái màng tim nó quay sang bên, thì cái tỷ lệ mà bất thường của tim thai nó tăng lên rất là cao, nó chỉ quanh 15% bình thường thôi, còn ngoài ra là bất thường. Vì vậy là cái mặt hai cái ảnh này cạnh nhau rất là quan trọng. Nếu chúng ta phát hiện thấy một trong ba thành phần này nó không cùng bên thì chúng ta gửi hội chẩn cái chuyên khoa tim thai chuyên sâu, thì chúng ta có thể chấm dứt cái siêu tim thai ở đây nếu chúng ta không chuyên sâu quá. Cái mặt cắt cơ bản tiếp theo là cái mặt cắt bốn buồng tim. Cái mặt cắt bốn buồng tim này là một trong những mặt cắt cơ bản nhất để xác định cái tim thai nó có bình thường hay không ở trong vòng cái tuần từ 18 đến 22. Thế thì trên cái mặt cắt bốn buồng này, chúng ta đi từ ngoài vào trong, chúng ta có thể phân tích được, đánh giá được cái phổi hai bên có dịch màng phổi hay không. Cái thứ hai, đi sâu vào cái trục cụ thể cái tim, chúng ta thấy là có cái động, có cột sống đây, có cái động mạch chủ và cái trục của tim chính là cái vách liên thất này, nó quay cùng một bên, nó cùng ở cùng một bên. Đây cái thứ nhất. Cái thứ hai, chúng ta xem cái diện tích tim.
Thế thì cái diện tích tim bình thường nó không quá khoảng, chúng ta nhìn ước lượng nó không đo không không nhất thiết phải đo cụ thể. Tuy nhiên thì cái thể tích tim này nó thường là ở quanh quanh dưới 30% của lồng ngực. Cái nữa là chúng ta sẽ kèm một cái đường qua động mạch chủ, qua cái cột sống này đi thẳng về giữa, thì cái tim này, cái trục của tim này bao giờ cái quả tim nó có một phần ở bên phải cái đường này thì là bình thường, và nếu như cả quả tim nó ở bên trái thì hiển nhiên cũng là bất thường, mặc dù cái trục tim nó quay trái. Cái thứ hai nữa là chúng ta đánh giá được cái dịch bằng tim, nếu như dịch bằng tim nó trên 2 mm thì cũng là bất thường, chúng ta có thể gửi đi siêu âm tai chuyên sâu. Nếu như chúng ta phân tích cái trục của tim thì chúng ta có cái vách nhân thất đây, và chúng ta kẻ cái đường từ cái trục cuộc sống vuông góc dưới thì cái trục của tim nó quanh quanh khoảng 45 độ cộng trừ 20 độ, và nếu như cái trục của tim nó quá cái ngưỡng này thì cũng được coi là cái trục tim bất thường, chúng ta có nên gửi. Khi đi sâu vào phân tích cái lát các bốn vuông này, chúng ta có thể thấy được các cái tầng. Thứ nhất là cái tầng ở đây là tầng tầng nhĩ, và cái tầng đây là tầng thất. Thì cái tầng nhĩ này chúng ta sẽ phân tích được hai cái cấu trúc là nhĩ phải và nhĩ trái. Thế thì cái giữa hai cái nhĩ này chúng ta có thấy được một cái lỗ ở giữa là lỗ bầu dục, ở trong thì thời kỳ bào thai cái lỗ này đã tồn tại, và phía dưới này chúng ta thấy một cái vách nó cản âm đây. Cái vách này thì là cái nơi mà hội tụ, nơi bám vào của các cái lá van van nhĩ thất, rồi là vách liên thất, rồi là cái vách liên nhĩ này nó bám vào gọi là cái vách này nó có tên là vách liên phát. Cái vách này bắt buộc phải thấy ở trong cả kỳ tâm thu và kỳ tâm trương, và nếu như chúng ta không thấy cái vách này thì chắc chắn bệnh nhân có tim thai bất thường. Và trên cái siêu âm không cần siêu Doppler màu, trên cả siêu âm thường, siêu âm 2D, chúng ta để ý rằng chúng ta sẽ thấy được cái dòng chảy của cái máu nó đi từ nhĩ phải sang nhĩ trái. Chúng ta thấy được cái nón nhĩ này nó lồi hẳn sang bên phải, à, lồi hẳn sang bên trái, xin lỗi, do cái dòng chảy nó từ phải sang trái. Và nếu như chúng ta kiểm chứng một Doppler thì hơn thì càng tốt, còn nếu chúng ta thấy nó dòng chảy ngược lại thì cũng là bất thường. Thì đây là tầng nhĩ. Còn xuống tầng thất thì chúng ta thấy sơ sơ, chúng ta phân biệt được cái thất phải thất trái nó khác nhau ở chỗ là cái thất phải nó có một cái giờ, một cái giải gọi là giải điều hòa, thì bao giờ nó dày hơn ở vùng đáy so với cái thất trái. Thế thì cái mặt cắt bốn vuông này nó là cũng rất là quan trọng, nó là cơ bản nhất trong đây chúng ta phân tích trong cái mặt cắt bốn vuông cả kỳ tâm thu và tâm trương. Và cái cấu trúc vách nhân thất ở đây, từ cái mặt cắt này chúng ta sẽ có thể di chuyển đầu dò để cho cái hướng chùm xương nó vuông góc cái vách nhân thất này, chúng ta có thể đánh giá được cái dấu hiệu là có thông vách, có hở vách nhân thất hay không. Chúng ta có thể đánh giá được trên cái mặt cắt bốn vuông này, di chuyển được dò một chút để nó vuông góc với cái vách nhân thất này thì người ta hoàn toàn đánh giá được. Thì nói chung là cái mặt cắt bốn vuông này nó có rất đây, ví dụ trên đây chẳng hạn, bệnh nhân này trên cái thai phụ này thì cái chúng ta thấy là rõ ràng là cái trên cái mặt khi di chuyển các cái thì đấy, chúng ta thấy được cái nhĩ trái này, cái dòng chảy nó lồi hẳn vào nhĩ phải, nhĩ phải lồi hẳn nhĩ trái. Đây là cái dấu hiệu bình thường, đây là nhĩ phải, thất phải và đây là thất trái, thì hoàn toàn bình thường. Cái tiếp theo là sau từ cái mặt cắt bốn vuông này, chúng ta sẽ xác định thất phải thất trái rồi, chúng ta sẽ di chuyển cái đầu dò để làm sao bộc lộ được cái đường ra của thất phải, đường ra của các thất phải và thất trái. Thì đây là cái đường ra của thất trái hay là buồng tống thất trái, thì chúng ta phải bộc lộ được cái buồng tống thất trái này. Khi bộc lộ buồng tống thất trái, chúng ta sẽ thấy là cái từ thất trái đi ra cái cung động mạch chủ và các cái vách trên thất này nó liên tục với lại cái động mạch chủ. Cái mặt cắt này nó rất quan trọng, bởi vì những cái bất thường của cái đào gốc động mạch hoặc là tư chức pha lô, thì khi mà chúng ta bộc lộ những như bình thường thế này thì chúng ta yên tâm. Còn nếu như chúng ta không bộc lộ, nếu có dấu hiệu bất thường của những mặt cắt này thì chúng ta sẽ gửi đi siêu âm tim thai chuyên sâu. Tương tự với cái mặt cắt buồng tống thất phải, thì nó bởi vì cái động mạch phổi, động mạch chủ thì nó ra nó vuông góc với nhau. Chính vậy chúng ta sẽ quay ngược đầu dò 90 độ, chúng ta sẽ thấy được cái đường ra của thất phải. Cái đường ra thất phải nó có những dấu hiệu nhận biết là chia thành hai động mạch phổi phải và động mạch phổi trái, và chúng ta bộc lộ, chú ý một tí, chúng ta thấy được cái ống tĩnh mạch nó chạy từ cái động mạch phổi chạy và đổ thẳng vào cái động mạch chủ, được cái ống tĩnh mạch. Nên trường hợp chúng ta lên cao một tí, chúng ta thấy được cái đường ra của thất phải,
chúng ta thấy được phân chia thành hai cái động mạch phổi phải, phổi trái, và chúng ta thấy được cái ống động mạch nó chạy từ cái động mạch phổi và động mạch chủ. Và cái lát cắt tiếp theo di chuyển đến phía trên, chúng ta thấy được cái lát cắt ba mạch máu. Ba mạch máu thứ nhất là động mạch phổi, thứ hai là động mạch chủ và cái tĩnh mạch chủ nhỏ nhỏ bên cạnh. Và check một chút thì chúng ta có thể thấy được cái ống tĩnh mạch nó chạy từ cái động mạch phổi nó chạy động mạch chủ. Chúng ta thấy ống tĩnh mạch nó tạo cái động mạch phổi, động mạch chủ hình chữ V. Thì những cái lát cắt này chúng ta sẽ di chuyển về phía đáy tim, chúng ta sẽ thấy được nó. Và nếu như có thời gian, chúng ta sẽ cố gắng bộc lộ được cái mặt cắt dọc qua cái cung động mạch chủ để thấy được cái quai động mạch chủ nó bình thường và không bị teo. Thì tóm lại thì những cái dấu hiệu trên là những cái dấu hiệu của tim thai bình thường mà tối thiểu chúng ta sẽ bộc lộ được. Cái thai 12 tuần chúng ta sẽ bộc lộ nhịp tim, ống tĩnh mạch và các cấu trúc vô hóa có hay không. Nếu như nhịp tim thai bình thường, nếu như ống tĩnh mạch trong cái sóng A nó dương, nếu như không có vô hóa thì cái tỷ lệ tim thai bất thường rất là hiếm, chúng ta có thể yên tâm cái thai bình thường. Cái khảo sát tim thai 12 tuần thì nó chúng ta cũng vậy, nhịp tim, cái kiểu hình phải trái chúng ta phải nhận biết được nó, đó là kiểu hình phải trái bình thường hay là đảo ngược phụ tạng hoàn toàn. Nếu như một trong ba thành phần dạ dày, động mạch chủ hoặc là cái mỏm tim nó lệch sang so với hai thằng kia thì nó là bất thường rất cao, chúng ta gửi đi. Phân tích cái mặt cắt bốn buồng, chúng ta thấy được, phân tích được các cái tầng nhĩ, phân tích từng thất, phân tích các cái vách nhân thất và cái vách nguyên phát có bình thường hay không. Phân tích cái buồng tống thất trái chúng ta bộc lộ được, chúng ta bộc lộ cái buồng tống thất phải. Cái mặt cắt ba mạch máu phế quản này nó hơi khó hơn một chút, tuy nhiên chúng ta cố gắng. Và nếu như đặc biệt trong cái khảo sát tim thai nói trên mà bất kỳ cái hình ảnh bình thường trên chúng ta không chắc chắn thì chúng ta sẽ nên gửi hội chẩn. Và trên đây những ký hút của một cái tim thai bình thường trong cái thai dưới 12 tuần cũng như là từ 18 đến 22 tuần để chúng ta có thể làm nhanh, khảo sát nhanh cái tim thai. Và xin hết ạ.